bỏ em được 9 tháng. Ừ. Rồi tới nhỏ được 9 tháng mới gặp. Ừ. Gặp rồi được khoảng cơ 1 năm mới chính gái thứ ba. Ừ. Anh đi làm công ty cũng gặp gì nữa rồi em chia tay. Có nghĩa là gặp anh có vợ bé. Dạ. Anh ơi, vợ em cũng hỏi em vậy nè. Nó có thương em có 3 đứa, 2 đứa con rồi đó, mà cần thương em được không? Đấy. Trời ơi, có 2 đứa con mà sao không thương được. Lúc trước em cũng đi chơi, cũng chơi. Thì sao nó hư rồi? Người ta cho nó đã hư hay là gì hay là sao? Hư rồi. Hư sẵn hay sao? Dạ. Vậy hả? Trước nó chỉ cho. Bán. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái ngôi nhà cực kỳ tạm bợ. Và trong ngôi nhà này chỉ có 2 chiếc giường, là nơi sinh sống, ăn, ngủ, nghỉ của 5 thành viên trong gia đình. Điều đặc biệt hôm nay là có một người vợ trong ngôi nhà này đến thời kỳ sanh nở. Nhưng mà hiện nay vẫn còn rất là nhiều khó khăn, vẫn thiếu tiền để mà đi sanh. Và để tìm hiểu thêm về cuộc sống, mời cô bác quý anh chị cùng vô trong với Bùi Hồ để tìm hiểu về một gia đình 5 người con của anh chị người dân tộc Khmer ha. Giờ thì các anh em mình sẽ vào bên trong một cái ngôi nhà rất là tạm bợ luôn. Nhìn tổng thể thì cái ngôi nhà này nó được lộp chỉ bằng thiết thôi. Với nhiệt độ của miền Tây thì bây giờ thì ngôi nhà này là cực kỳ nóng luôn mọi người. Nó là hình dáng giống như là một cái thùng con nét á, cực kỳ nóng. Đó, mọi người có thể thấy ở trên đó có những cái cục đá kìa. Dằn những chỗ đựng bay. Đúng rồi, đựng bay toan cũ. Toan được một cái chân này. Đúng rồi. Xét một cái này. Dằn chân kêu kêu em. Anh ơi, chị ơi, dạ. Em đến thăm nhà. Ngôi nhà mình chỉ có 2 cái chiếc giường nhỏ nhỏ thôi ha. Dạ. Mở cửa bự ra. Chào chị. Dạ. Dạ. Anh có nhà không chị? Dạ. À, em nghe nói là gia đình của mình là đang chị đang trong giai đoạn sanh nở mà bây giờ là không có chi phí đi sanh hả? Dạ. Đúng rồi. Chào anh, qua đây ngồi đi anh. Bé đang ngủ trưa. Bé đang ngủ hả? Qua đây đi anh, qua đây nè. Cho em đeo cái mic vô cái ha. Dạ. À, em không biết là anh với chị là năm nay là bao nhiêu rồi ta? Dạ em 28 tuổi. Em 28. Vậy là còn nhỏ còn anh? Em cũng 28. 28 tuổi luôn. Giờ em 29 nó mà chưa đủ tuổi. À. Tết năm này mới được. Vậy là hai em là người dân tộc Khmer hết hả? Dạ. Nhà mình sống ở đây lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi. Lâu là bao nhiêu năm rồi? Lúc trước thì ở nhà bên kia, nhà mẹ em mà lúc mẹ em mất rồi cha em có vợ sao á. Ừ. Rồi nên em không có ở chung, rồi em mới cắt nhà riêng ở. Ừ. Hàng cỡ 6 tháng này. Em tên gì, còn chồng của mình tên gì? Em tên Don. Don, còn em? Dạ, số phone. Dạ. Là giống như số phone của Việt Nam, tiếng Việt mình ha. Số phone. Yeah, nghe nói là nhà mình là em với hai vợ chồng em là có 3 người con hả? Dạ, 3 người con, một đứa ở trong bụng nữa. Một đứa ở trong bụng nữa là 4 đứa. Dạ. Đứa lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi, có được đi học gì không? Dạ có, 10 tuổi. 10 tuổi, học lớp mấy? Năm nay nó lên được lớp 3. Lên lớp 3. Còn đứa bé, hai đứa còn lại á? Đứa thứ ba thì được lớp 2, đứa út thì chưa vô học. Thì không biết là hàng ngày thì làm cái công việc gì để mình sinh sống ta? Mỗi ngày là em xin đi xin việc làm đó, đó chưa có nhận được. Để mình đợi chắc vài bữa nữa mình lên thành phố làm rồi. Và là đây xong đấy là lắm, kiếm việc khó lắm. Kiếm việc khó làm. Hai bữa nữa thì vợ em đến ngày sanh nở rồi sao mà em đi làm được? Chắc em tin anh chị em không có đường nào mà sống nổi. Đây mình ở nhà là không có việc làm, mình lên thành phố. Bây giờ ở nhà khó khăn, sợ có bụi gì vậy mình tôi á. Sợ vậy đó. Mà mình ở đây, nợ để không có tiền gì chứ lo cho vợ. Mà có chắc vài bữa lên đại. Vài bữa đi đại. Rồi bây giờ là vợ thì có mang mấy tháng rồi?
Dạ 6 tháng mấy rồi. 6 tháng mấy rồi, vậy là còn khoảng 3 tháng nữa là sanh rồi. Dạ. Con trai hay gái? Con trai. Con trai. Dạ. Rồi mấy đứa con của mình đi đâu hết rồi? Ngủ ở ngoài sau. Ba đứa ngủ luôn? Dạ. Nhà nóng quá như thế này nè, rồi thấy nhà lại sử dụng những cái thiết tạm bợ không à? Thì lúc trước mình cắt cái ngôi nhà của mình là nhiêu tiền ta? Lúc trước thì bà cô ở gần nhà cho mượn 10 triệu mà không có hết đâu, mua thiết á. Rồi lớp cái này lấy tạm che đỡ. Ừ. Thêm nữa mấy cô hàng xóm nó cho. Ừ. Cây tầm dông cũng ta cho. Ta cũng cho luôn cây che gì cái gì đó, ta cho hết. Có nghĩa là những cái cây tầm dông này nè là người ta cho, yeah. Thiết này người ta cũng cho luôn. Yeah. À. Nên anh thử coi mưa sao có tạt không? Thấy có. Trên này dừng cái tấm mang nè. Tấm mang mưa nó có. Cái tấm mang này nó đừng che nó nóng á. Nó nóng. Ờ. Rồi hổng ngày mưa thì ngủ thì sao? Có ngủ mà con hết lúc này hết tạt rồi. Mình che thì cũng đỡ. Ừ. Nó vẫn nhiễu xuống mấy đứa bé quá. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi bây giờ là không có làm gì? Tại sao mình không đi bán vé số? Mình chưa có vốn à? Chưa có vốn. Cần bao nhiêu vốn để bán vé số được? Em chắc có mình có vốn em cần bao nhiêu em cũng được hết mà em có vốn là em đi bán anh. Em dự định là bán bao nhiêu tờ? Em tính lần đầu là em bán 2-3 trăm tờ vậy. Ừ. Mình cái coi vốn nhiều mình mua chắc nhiều vô. Ừ. Bán 100 tờ thôi đường cũng vắng, ở đây 100 tờ là vừa rồi. Dạ. Trước tiên thì ví dụ mình bán số lượng ít thôi 100 tờ rồi coi khả năng nó như thế nào mình sẽ bán lên thêm chứ. Em bán 2-3 trăm tờ mà bán không hết á, ôm lại làm. Đó là em tin với chúng anh vậy đó mà lần đầu là mình bán 2-3 trăm tờ mà mình bán thử thôi. Là mình bán được á là mình chắc mình mua 2-3 trăm tờ vô thêm 3-4 chậm, 3-4 chậm. Lúc trước thì từ phone làm nghề gì? Lúc chưa có mang em bé á. Làm hồ. Làm hồ? Dạ. Ô làm nổi không? Nổi. Ngày bao nhiêu? Hồi đó em đi làm rồi. Được có ngày 250 à, đi bô sắt rồi làm, có pha dọn dẹp. Ừ. Rồi chồng? Cũng làm. Hai vợ chồng làm hồ hết. Dạ. Bây giờ là em nghỉ làm, còn chồng của mình thì bây giờ cũng không có việc làm để làm luôn. Dạ đúng rồi, thích nghiệp. Rồi hàng ngày thì cái việc đi học của các bé rồi tiền đâu đi học, rồi quần áo sách vở nè, rồi ăn uống làm sao? Đi có, đi bắt con gì bỏ chồng em đi bắt. Con bồ rẫy. Con bồ rẫy gì đó. Bắt con gì? Con bồ rẫy. Con bò gầy. Bán? Dạ. Bán sao? Bán 100 con thì sao? Được 60 ngàn. Bắt lúc nào? Buổi sáng hay buổi tối? Buổi ngày chứ. Bữa mình lúc mình có là mình bắt buổi tối luôn. Hồi nãy mình cũng bắt. Bán ngày được nhiêu? Bao giờ buổi tối với có được 200 con. Mình kia có 100 con. 200 con là được nhiêu? Được 100 con được 60 ngàn. 200 con là được 120. 120. Là ngày nào cũng xài ngày đó hết mà đúng không? Dạ đúng. Ừ. Rồi hàng ngày là gia đình mình ăn cơm gì, mỗi ngày là tốn chi phí bao nhiêu? Có tiền thì mua đồ ăn, gì không có tiền thì mấy nhỏ nó ăn mì, nó đi học về ăn mì. Ăn mì? Dạ. Còn gạo? Gạo thì nhà nước cơ phát cho con xô hôn nghèo phát Dạ em uống thuốc á. Ừ. Mà hồi đó em bự quá rồi em đứng uống có nửa tháng dính. Ừ. Rồi lại để nó lỡ dính để đẻ thêm một đứa. Ừ. Có khi nào mình nghĩ đến cuộc sống của mình là bản thân của mình lo chưa đầy đủ, mình sanh con ra rồi ai nuôi không? Có. Y là bản thân chưa lo rồi để con sanh nhiều quá không có khả năng nuôi nó mà bây giờ là dính vậy. Là lỡ 4 lần luôn hả? Lỡ thì người ta lỡ 1-2 lần thôi, lỡ thì tới 4 lần vậy. Hả? Lúc đó chắc mình kiếm tiện nuôi đẩy. Muốn kiếm con nuôi hay là lỡ? Nói thiệt đi. Không, đứa thứ tư này mới lỡ đúng không? Thì nói ba. Nói thật luôn mà hai gái của em không phải là con của anh này đâu. Con sao á, bà nó hai gái là chồng trước của em. À em hai người chồng. Dạ mà chồng cha của nhỏ hai gái bỏ lúc nó được nhỏ lớn được 5 tuổi thì nhỏ thứ ba thì được 1 tuổi. Ừ. Rồi nên mới em gặp
anh mới sanh thằng mập á, thằng trai em á, rồi mới để dinh thằng này được đưa nó. Vậy là anh này anh có vợ chưa? Chưa, anh. Anh là con trai. Dạ. Trai tân luôn. Dạ. Mà sao anh lại chịu lấy phone rồi nuôi thương luôn hai người con? Lúc đó mình đi lẫm, mình quen nhau. Ừ. Lời lớn mình con nó cũng với con mình à. Ừ. Thầy con nó cũng hiền khô. Anh em đi nhỏ này cũng hiền khô lắm. Ừ. Mình thương với dung con mình vậy. Thương giống như con mình nuôi luôn. Dạ. Mình có khi nào mình thấy trở thành mình gánh nặng không? Không. Em nói em cũng khỏe mà thấy mấy đứa này không có cãi nhau chứ, kéo bằng trai kéo bằng chị. Phong ngày xưa là sao mà chia tay với chồng trước? Mà hồi đó chồng em cũng có chả sao á, giờ bé á. Ừ. Lúc em mang sanh gái lớn của em được một tuần, anh đi bỏ em được 9 tháng. Ừ. Rồi tới nhỏ được 9 tháng mới gặp. Ừ. Gặp rồi được khoảng cơ một năm mới chín gái thứ ba. Ừ. Anh đi làm công ty cũng gặp gì nữa rồi em chia tay. Có nghĩa là gặp anh có vợ bé? Dạ. À, gặp mấy lần luôn? Dạ. Ừ. Rồi nên em chịu không nổi rồi em nói chia tay đi, xong không có được đâu. Lần rồi thêm một lần nữa, hai lần mà. Ừ. Có anh người anh đó có nói gì không? Có làm giấy kết hôn gì không? Dạ không, người đó là chưa đủ tuổi cưới. Lúc bao nhiêu tuổi? Hồi đó em gặp chồng trước của em 18 tuổi. 18 tuổi là đủ rồi chứ? Ổng chưa. Ổng nhiêu? 16. Cái gì? Chồng em nhỏ hơn nữa. Chồng 16, vợ dạ. 18 luôn. Ừ. À... Nhỏ hơn em 2 tuổi. Bây giờ gặp chồng này cũng nhỏ tuổi hơn nữa. Dạ. Số đầu hả? Rồi bây giờ là bỏ là thấy đúng không? Bỏ. Bây giờ người ta cũng... Em có gia đình khác. Rồi sáng hôm nay là gia đình mình ăn cơm với gì? Dạ, cá, anh đi xiệt, cà rô, nhỏ. À, anh đi xiệt. Mỗi một ngày là mình gia đình mình ăn cơm là tốn bao nhiêu tiền ta? Khi buổi sáng mua đồ, mua cá thì nhỏ nhỏ, khoảng có 20 ngàn à. 20 ngàn, hoặc là nguyên ngày hay là một bữa? Một buổi sáng. Ừ. Rồi các bé đi học rồi sao có tiền ăn không? Có khi cha nó có tiền thì đưa 10 ngàn, không có thì có đưa người 5 ngàn gì đó. Ừ, là có nghĩa là từ cái tiền mà đi bắt con bò gầy đó đúng không? Dạ đúng rồi. À, bò gầy là đâu phải là bắt mùa nào cũng có hả? Hết mùa rồi. Hả? Dạ, bây giờ mình tính chuyển sang nghề khác, đi dạ. Sài Gòn để làm. Em hết mùa vậy là không có tiền, không có chi, vậy cho nó đi học nữa. Ừ. Mình cũng chắc mình lên thành phố lẫm ha. Lên trong trong Long An lẫm rồi. Hết lẫm có đường tỉnh vậy mình có gửi tiền đó được. Ừ. Em Don biết leo thúc nốt không? Em là không biết leo thúc nốt. À, tưởng đâu biết leo thúc nốt thì đi theo anh cũng có việc làm. À, anh một đồng anh leo thúc nốt được nè. Và bây giờ không biết leo cây thì cũng khó ha. Ừ. Anh hỏi thiệt, bây giờ hỏi lại cái chuyện ngày xưa tí xíu nha. Dạ. Ngày xưa là tình cờ sao mà Don gặp Phone? Em cũng lúc đó em ở nhà mà lên thành phố kêu lận đậu luôn, rồi cha mẹ em kêu lên là thành phố lẩm. À. Lúc đó là em không có làm lên lẩm đâu. Ừ. Mà lúc đó em còn đi trồng hạn trồng vậy đi cho người ta. Ừ. Đi nữa hạn gì cho người ta hết. Ừ. Mà lúc đó lẩm em cũng nghe lại theo mẹ lên thành phố lẩm cứ gặp vợ em. Ừ. Lúc gặp vợ thì vợ có hai con này, con rất là nhỏ luôn. Dạ. Thì lúc đó nói sao để mà tỏ tình? Lúc đó là mình là quen lẫm với mình quen lẫm với nó, vợ em cũng hỏi em vậy nè, nó có thương em có ba đứa hai đứa con rồi đó mà cần thương em được không? Trời ơi, có hai đứa con mà sao không thương được. Lúc trước em cũng đi chơi cũng chơi dữ lắm, cũng chơi dữ lắm. Em lúc sau thì giờ mà mẹ em sợ em đi quậy nữa quậy pha. Lúc đó chưa có bỏ chưa có vợ là em quậy pha dữ lắm. Quậy gì phá gì? Tha cha mẹ không? Dạ hả? Dạ, mới thấy vậy mới em mới gặp chợ mới vậy đó, mẹ em mận lắm. À. Mới hết đi vậy. À. Kiểu như đi gọi là chơi bời á. Đúng rồi. À, không lo làm ăn á. Bây giờ là sợ vợ hay là nghe lời vợ? Được đó là em cũng nghe lời vợ, cũng nghe lời mẹ, cũng sợ mẹ luôn. Lúc chơi cái mình quậy pha với bà, cho bà cực khổ quá. Ừ. Lúc mà anh Don rồi nói với mẹ, anh nói mẹ ơi con bây giờ cưới vợ con mà vợ con có hai người con rồi, mà lúc đó anh là con trai thì mẹ có cự tuyệt vô?
bà cũng bà hỏi với mẹ mẹ con mẹ mẹ vợ cũng hỏi một lần rồi, mà lúc đó em cũng vậy à, mà em lúc đó em cũng ở đây luôn, lúc đó thương quá. Dạ. Thì bây giờ mình cưới vợ mình ở trong một cái căn nhà rất là nhỏ luôn. Dạ. Mọi thứ đều người ta hàng xóm ta cho hết à. Dạ. Thì mình có cảm thấy là mình cưới vợ mình càng khổ hơn, mình có thấy buồn gì không, hay mình có thể vượt qua gì không? Em không thể, là em không có buồn gì. Mà thấy mình có gia đình mình hạnh phúc là được rồi. À, gia đình hạnh phúc là được rồi. Dạ. Ờ. Nhưng mà hạnh phúc nửa đêm mà nó mưa tạt quá đâu còn hạnh phúc nữa. Cái gì vậy? Mà lúc đó là em kiếm đường khác mà lỏng nữa. Tối ngủ ở đâu? Tối đon với lại phone ngủ ở đâu? Lúc đó em ngày tối em ngủ ở đây. Ừ. Nhưng mà tối em ngủ ở đây, nó ba đứa ngủ đó. Ừ. Vợ em ngủ ở đây. Ừ. Khi vợ em ngủ bên kia. À. Nó không có điểu đâu. Không có gì. Nên khi nó vợ em ngủ không có điểu đâu. Chứ, một đêm vợ ngủ nhờ vợ em ngủ đây nè. Đông á, có một cái quạt á, chịu nổi á. Có nghĩa là đôi khi là qua lại hoài. Khi nào cần vợ ngủ chung thì kêu vợ qua. Không, lúc đó thì vợ em ở mình, em lúc đó em ngủ có mình hả, ngủ mất tiêu à. Ý là em nóng chịu không nổi. Ngủ mất tiêu hoài mà ngủ có mình mất tiêu hoài, bây giờ có đứa thứ tư kìa. Ý là quạt gió để cho bên mấy đứa bé ha. Dạ, ý là con một cái rồi em nóng nứt cái chịu không nổi rồi em chạy đi ngủ mấy nhỏ. Đúng rồi. Phone mỗi lần mà các đứa bé mà bệnh đó rồi mình không có tiền mà mua thuốc men thì sao ta? Có gì của em ở ngoài sao, nếu mà không có đi xin bả rồi mượn bà năm phát ở 50 ngày đi mua thuốc này mua cho mấy nhỏ uống. Nó bệnh á. Bà cũng được. Bây giờ là không có tiền ở trong nhà luôn rồi. Dạ không rồi có. Bây giờ mai mốt mà anh làm đôn làm không được rồi tiền đâu mà mình đi sanh nữa. Bởi đang buồn cũng hồi hần kêu ảnh lên làm thành phố đi, kiếm tiền để dành sanh á. Ừ. Kiếm tiền để dành sanh, cần bao nhiêu tiền mới đủ? Sanh mà em có cũng có dây bảo hiểm. Rồi có sổ hộ nghèo mình cũng khoảng cơ 2 triệu đi sanh là đủ rồi. 2 triệu là đủ rồi. Dạ. Mà tiền sanh mình vô đông không có mấy trăm ngàn, 700 ngàn gì á. Ừ. Thôi mà tiền mình mua đồ em bé đó, mua đồ ngoài á. Ừ. Là mình sanh thường đấy ha. Dạ. Mấy bé này cũng sanh thường không ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Bây giờ các bé nó thức hay gì kìa? Sắp ra thức rồi kìa. À, ra đây nói các bé ra đây chị Phong. Mấy bé? Ba bé thằng trai ngủ rồi. Kìa mấy bé ra đây. Rồi mấy con lên đây đi. Lên đây ngồi đi, lên ngồi dưới ba mẹ đi. Hai đứa bé này là con của chồng trước hả? Dạ đúng rồi. À, còn con bé kia? Trai thì con cô còn ngủ hả? Dạ. Yeah. À. Dạ. Yeah. Con tên gì? Con tên Súc Rung. Súc Rung. Nói chuyện lớn lên con. Con. Con tên Súc Ra. Súc Ra, giỏi dữ ta. Nhiêu tuổi rồi? Con 8 tuổi rồi. Con học lớp mấy? Con học lớp 2, con? Con 10 tuổi. À, con học lớp mấy? Học lớp 10. Kế lớp 10 lớp 3. 10 tuổi học lớp 3 nói chuyện tiếng Việt chưa gành. Rồi học lớp 2 rồi nghỉ hè chưa? Sắp ra. Nghỉ rồi. Nghỉ rồi. Rồi có lãnh thưởng gì không? Không. Không. Ở trong lớp là được mấy bạn? Hai bạn. Mấy bạn ơi học chung lớp mình. Cuộc mạng anh và mạng đấy. Hai mấy người gì đó thôi. 27 người. 27 người. Cô chủ nhiệm tên gì? Tên không cô biết. Con không biết. Rồi đi học về là mẹ có thường cho ăn cơm hay là ăn mì nhiều? Ăn mì. Ăn mì nhiều. Sao ăn mì mà không ăn cơm? Mẹ không có tiền mua gạo. Mẹ không có tiền mua gạo ăn cơm. Rồi thèm cơm không? Không. Sao không thèm? Hả? Hay một tí là ông heo bài tí. Sao không thèm? Sao 8 tuổi mà sao nhìn có ní nậy vậy? À, con mình tiền hay hả? Súp ra. Sao 8 tuổi mà sao con nhìn con có chút béo vậy? Con không có ăn cơm. Con không có ăn cơm nên con nhỏ. À, tối ngủ là có bị mưa ngủ có được không? Tập vở của con để đâu rồi? Ở ngoài sao hả? Dạ. À, tập vở để ngoài sao? Đi học đến trường bằng gì? Bằng áo. Bằng áo. Đến trường bằng xe đạp hay là đi bộ? Đi bộ. Xa không?
Mấy cây số? Một cây số. Mỗi chân không? Rồi sao không? Con biết đài chạy xe đạp không? Con biết. Biết chạy xe đạp. Mà tại sao nhà không có xe đạp hay sao? Không có tiền mua. Không có tiền mua. Sao ba không nói với ba là đưa đi? Ba đi làm. Giỏi ta, ba đi làm nên không có đưa đi được ha. Ba đi làm, còn sắp ra thì phải đi tự đi học đi bộ. Lớn lên là muốn làm gì nghe gì? Làm công ty. Làm công ty. Để làm chi? Làm có tiền. Lo cho ba mẹ. Làm có tiền lo cho ba mẹ. Rồi là làm bao nhiêu tiền là đưa cho ba mẹ hết hay sao? Dạ. Sao súp ga 8 tuổi còn chị súp gu là 10 tuổi mà sao nhìn có phần nữa thì súp rung. Súp rung hả? Súp rung. Giỏi quá ta. Không có được lãnh thưởng. Dạ. Được lên lớp không? Được. Sang năm là học lớp mấy? Lớp 2. Mới nói lớp 2 mà sang năm lớp 2. Y nó gấp 1 tuổi thầy, gấp 1 năm rồi. Năm nay nó lên được lớp 2, chị nó được lớp 3. Là con đi học là con mặc đồ nào đi học đâu? Đồng phục. Đồng phục. Mẹ mua hay là trường cho? Trường cho. Rồi hai chị em hàng ngày là cứ lội bộ đi học à? Đâu ra chỉ cho chú cái chỗ mà để sách vở với. Chịu không? Trình sắp ra nói chuyện thấy dễ thương anh ha. Con bé đang ngủ nữa nè. Đây là sắp gì? Đây là Sopron. Sopron hả? Đâu? Ơi, trong này sao tính lụm trong này để cặp mà máng gì nè. Để tối rồi học ở đâu trời? Tối ngồi đâu học? Ôi, đồ đạc treo kính bích ở trong này luôn nè. Quần áo treo đó. Còn đây là cặp vở. Trời ơi, rồi cái chỗ hầm không có luôn. Mì mà giữ chữ kìa. Mì cây nè. Có nghĩa là mì này là rất là rẻ. Còn mì gói thì gồm 1 gói 3.000 thì nó mắc hơn. Đây hôm nay ăn cơm gì cho coi với nha. Dở ra coi. Ồ, được mấy cục thịt kìa. Này là được 3 cục thịt, chắc hổng gài bắt được mấy con gầy á. Mấy con gầy có thịt. Này ba khía. Ba khía. Còn này cơm. Này có cơm nhiều nè. Nhưng bữa nay sống ra được ăn cơm rồi. Hàng ngày là ăn mì ở đâu đâu? Ăn mì ở. Mì đâu? Mẹ tự nấu hay là sắp ra mua? Con tự mua. Tự mua. Nhà nền đất luôn nha anh ha. Nhà nền đất không được lót gạch. Mưa ở dưới này có ướt không? Ướt. Ướt nhiều không? Nhiều. Ướt nhiều hả? Sợ mưa rồi trời gầm sấm sét sợ không? Sợ. Sợ hả? Dạ. Đâu con ra ngoài trước đi, ra ngoài trước đi. Ôm cặp ra trước luôn đi. Bây giờ là cái cặp là chắc sử dụng cũng nhiều năm rồi đúng không? Dạ. Cái cặp này hồi từ năm lâu lớp 1 hay là mẫu giáo rồi nè, nó đã cũ bạc màu hết à. Hay là ai cho? Người ta cho. Người ta cho, chứ mẹ không có tiền mua luôn hả? Dạ. Cái này sao nó hư rồi? Người ta cho nó đã hư hay là gì hay là sao? Hư rồi. Hư sẵn hay sao? Dạ. Vậy hả? Trước nó chị cho. Bán cái cặp này cho chú hơn 100.000 đi rồi khỏi đi học cho khỏe. Chịu không? Không. Sao vậy? Phải học. Cái gì? Con phải học. Con phải học hả? Dạ. Thích học, vì sao lại thích học? Ủa, không có tiền ăn nữa thì bán cho chú 100.000 đi. Ừ. Con lấy tiền để con ăn mỗi ngày này nọ, chứ cái cặp nó cũng đã hư rồi. Con không có. Không bán? Không bán đâu. Sao hả? Lấy cuốn vở ra cho chú xem coi viết chữ sao đẹp không? Hai chị em luôn kìa, cái cặp nào cặp nấy nó cũng hư hết à. Người ta cho không á. Cuốn vở. Cuốn vở chứ không phải cuốn sách nha. Cuốn vở gọi là tập á. Lo cái ăn cái mặt thôi là cũng đã khó rồi, bây giờ lo cái đi học thì nó lại càng khó hơn nè. Cuốn tập sao mỏng vậy ạ? Mà chắc lớp 1 à. Lớp 1, cũng ngày lớp 1. Lớp 1 chuẩn bị lên lớp 2 thôi. Năm lên lớp 2 nè. Ồ, viết chữ cũng được nè. Con đẹp ha. Không sen. Vậy là học trễ rồi, học trễ. Cái người dân tộc Khmer mà viết chữ như vậy là đẹp lắm á.
nộp cho cô thôi. Nó nạp cho cô hết trơn. Nạp cho cô hết rồi. Bây giờ nè, nếu như mà có một điều ước thì con sẽ ước gì? Cho mẹ con. Con muốn được xe. Được xe gì? Xe đạp. Xe đạp để chi? Để chạy đi học. Chạy đi học, ước được xe đạp. Còn ước gì nữa không? Không. Sao chỉ ước được xe đạp thôi à? Ước được mấy chiếc? Cái cặp nữa. Cái cặp nữa. Chiếc xe đạp. Cái đồng phục nữa. Đồng phục nữa. Ước được, muốn ước được mấy chiếc xe đạp? Một chiếc thôi. Sao không ước hai chiếc, hai chị em mà? Hả? Hai chị em nó thằng này không cho nó đi, cho nên chị hai nó chở nó đi không. À, chỉ được một chiếc xe đạp thôi là đủ mừng rồi đúng không? Dạ. Chị hai chở đi học cho nhanh hơn, đỡ mỏi chân hơn. Đúng không? Mấy bạn mình đi, mấy bạn mình đi học bằng xe đạp hay là đi bộ? Đi xe đạp. Đi xe đạp, chỉ có mình là đi bộ thôi. Dạ. Thì mỗi ngày đi học là ba mẹ cho mình được nhiêu tiền? 5.000. 5.000 thì con sẽ ăn gì? Ăn bánh. Ăn bánh. Rồi sao đủ uống nước? Khỏi người ta đại có nước rồi. Có nước? Có nước ở đâu? Ở trong lớp á. Ở trong lớp có nước. Chắc bình nước suối ta để. Bình nước lọc á anh. Bình nước lọc của thầy cô để sẵn. Ở trong nước, trong lớp có nước sẵn. Thì mình chỉ cần là mua bánh ăn. Mua bánh ăn thôi. Trên gương mặt rất là sáng ha anh ha. Rất là dễ thương. Cái cách nói chuyện mà từ sớm giờ có lẽ là mình rất là cảm động khi mà những đứa bé, nói chung ra là những đứa bé không bao giờ biết nói dốc. Thì cuộc sống mà nói sao là nghĩ sao nói vậy. Nhưng mà những cái điều ước thấy không, bé chỉ ước là có bao nhiêu thôi. Sao mình không ước mình có thịt ăn, có thịt gà rồi thịt heo rồi mình ăn cho ngon, mà mình ước rồi có cặp với xe đi học. Nên đâu hả? Con ước ta xe đạp coi. Ước xe đạp. Sao mà không ước con gà quay mình ăn cho đã? Không có tiền. Mình ăn cho ngon chứ đi học cực quá à. Lội bộ cực quá. Mình ở nhà mình ước được 5-10 con gà quay mình ăn, mình khỏi đi học khỏe. Sao? Con không ước đâu. Sợ hết tiền. Sợ hết tiền. Nói chuyện nghe dễ thương ha. Trời ơi, con không ước đâu, con không dám ước đâu vậy, con sợ hết tiền. Có ước nhà mình hết dột không? Dạ. Có ước nhà mình hết dột không? Không. Không. Tối con ngủ ở đâu sắp ra? Con ngủ ba chị em ở đây. Là ba chị em ngủ ở đây. Rồi tối mưa không? Dột không? Không. Không dột. Không ước. Chỉ ước cái xe đạp thôi. Nói chung là chắc tôn ở trên nó vẫn còn tốt, đúng không anh? Còn tôn dừng tạm ở dưới này thì tôn cũ, tôn người ta đã nó lủng hết à. Bên là nữ là bên hông nè, là thí dụ mưa mà tạt vô là nó có thể vô cái đất nền này, ướt đất nền luôn. Đúng rồi. Bây giờ anh cần vốn để là để bán vé số hay là muốn đi Sài Gòn làm anh đo? Em cần vốn mà mình đây bán vé số anh. Bán vé số. Dạ. Tạm thời là cần vốn lấy vé số bán. Dạ. Mình sẽ lấy số ở đâu ta? Mình chỉ là ngoài tỉnh biệt, ở cho bên tỉnh biệt. Lấy 100 tờ bán ngày được 100 ngàn cũng được rồi, là bán từ từ lên. Dạ. Em may lúc này đấy cô bà hàng xong nói tiếp em qua trả tiếp không? Qua gì? Con á nhờ bà giục con không có tiền ấy em á, bệnh á lúc trước á, cho mượn tiền đi. Cô này cho mượn tiền nữa dạ. Ha. Thương cũng thương con, thương em hơn con bà nữa. Tình làng nghĩa xóm có nhau mà. Thấy mấy nhỏ đi học không có tiền đi học á. Không có tiền đi mượn người ta không cho. Mượn tiền đi học luôn. Ba cho mượn. Có ngày nào đi học mà ba không, ba mẹ không có cho tiền không? Không. Ba đi học á không có cho tiền. Đi coi người ta ăn. Không có cho tiền thì đi coi người ta ăn. Coi người ta ăn mình có khi nào mình thèm không ta? Không. Không có tiền mà đi coi người ta ăn. Sao không thèm? Không có thèm đâu. Nhóm này em không thèm mà coi người ta ăn cái gì?
Nói vậy chứ cũng thèm, nhưng mà tại nói chứ mất cỡ nên là nữa là thôi coi người ta ăn, nhưng mà con không có thèm vì biết đâu là ba mẹ không có tiền, nói sợ ba mẹ buồn nữa, đúng không? Dạ. Đó, đúng rồi, đúng tâm lý rồi. Ăn mày. Sao không ước cố gắng lên làm bác sĩ để mình đi trị bệnh có nhiều tiền mà mình ước mình làm công ty? Con ước làm bác sĩ có tiền. Ước làm công ty nữa. Làm bác sĩ mà làm công ty nữa. Dạ. Ước làm hai ba cái cho có tiền luôn. Là làm bác sĩ trong công ty. Dư bình. Hôm nay á thì em được anh một đồng hành với anh cùng có mặt ngay tại nhà mình á. Dạ. Thì nói chung là hoàn cảnh của mình thì cũng khá là khó khăn. Thì ở trong một cái căn nhà nó tạm bợ như thế này mà em rất thương anh chị là cho các bé nó được đi học đầy đủ hết à. Thì cố gắng làm để nuôi cho các cái bé được đi học. Thì em sẽ cố gắng vận động Mạnh Thường Quân thời gian tới sẽ quay lại mua cho mấy bé một cái chiếc xe đạp với lại cái cặp với đồng phục để sang năm có một cái những cái bộ đồ mới để đến trường, đến lớp. Còn ngày hôm nay thì đến đây em thay mặt cho chú Kevin Trần á ở Mỹ gửi cho mình 1 triệu ha, với lại một cái chai dầu gió xanh để mình sức ha. Đây anh cầm giùm em cầm máy. Đây là chú Kevin Trần ở Mỹ. Mình có thể là mình sẽ làm vốn để mà mình lấy giấy số để mà mình bán ha. Rồi, hoặc là trang trải cuộc sống qua ngày gì đó. Bây giờ không hỏi thiệt, bây giờ ở trong túi là còn được bao nhiêu tiền? Hôm anh Đồng cho 200 rồi em cho 200. Cũng hết rồi, mua gạo được 10 kg, một chai dấu ăn, viên bịch bùng ngọt. Cũng hết rồi. Dạ. Bây giờ là không còn luôn tiền luôn. Còn cỡ 50 ngàn. 50 ngàn. Dạ, chiều nay cho mấy nhỏ nó đi học tiếng Khmer nữa. Sư kêu vô học tiếng Khmer, chữ Khmer đó. Đúng rồi, vào mùa hè này thì ở trong chùa Khmer Để cho học chữ Khmer. Dạ. Học chữ và học tiếng luôn. Đồng hành với em thì hôm nay thì có nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh, một sản phẩm dành cho những người mà uống bia rượu hoặc là thức đêm thức khuya như anh đó. Gửi cho anh cái sản phẩm dành cho những người có chức năng gan yếu đó. Đây em gửi cho anh. Thì ở trong này có một cái giải độc gan Tuệ Linh Blood nè. Ở trong này nó có cách dùng với lại công dụng hết à. Đó là hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, uống nhiều bia rượu thuốc có hại cho sức khỏe, và hỗ trợ cái men gan cao, vàng da, mệt mỏi. Đó, ở đây thì công dụng cái hộp này nè, Tuệ Linh Blood này nè, anh sẽ sử dụng là ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 3 viên ha. Thì anh sẽ đọc công dụng đó, anh hướng dẫn anh sử dụng uống từ từ ha. Đó thì dạ dạ thì hôm nay thì được đến thăm gia đình của anh đó, thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ đã hỗ trợ những phần quà rất là thiết thực cho gia đình, cũng như là chân thành cảm ơn nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh đã đồng hành với Bùi Hồ trong video ngày hôm nay. Anh có muốn nói lời nào không? Dạ, mình rất cảm ơn anh nhiều, công cho anh làm phát tài, làm ăn phát tài nhiều hơn. Ta nguy nhật nha đó hả? Chị có muốn nói lời nào không? Dạ, ý là em muốn có lời nói cũng con em cảm ơn chú gửi đồ rồi gửi tiền cho em giúp đỡ gia đình em khó khăn cho mấy nhỏ nó ăn học. Cảm ơn cô chú ở ngoài nước chung nước nhiều giúp đỡ. Thôi em chào gia đình mình ha. Dạ chào anh.